bây giờ cô lại than phiền đau chân bên này, thì bây giờ mình làm tới cái mới nữa, thêm cái bánh nữa. Rồi rồi đó, mình cũng lại trận mạch máu của hai cái nánh luôn cho nó không xuống nữa, đúng không? Rồi mình co dưới này lên, có nghĩa là sao đó, kéo dưới thì máu nó sẽ dùng như đây. Rồi mọi người sẽ mình vuốt xuống nè, cái máu nó xuống nè, thấy không? Làm đơn giản thôi, thấy không? Rồi bây giờ đau chỗ nào nhiều nhất chị coi. Rồi cái đường gân khu này của nó đau, đường gân này mọi người nhìn đây nha, là khi cái đau đường gân này ha, thì nó ha, nghe không? Đây bỏ co lên từ từ đó, đây đây dám nghe đã quá hả? Em do cái chỗ chẹp chẹp lên mà nó chạy từ từ đây đâu thấy chưa đây. Móng tay đầy không? Không phải ạ. À? Đâu? Tôi có đau. Ăn đậu nhiều, họ đổ tình thừa. Rồi, rồi bây giờ coi chân coi đầu lên sao rồi? Hết rồi. Hết rồi phải không? Hết rồi. Nói vậy thôi. Rồi bây giờ... Hết tay, hết lần rồi. Rồi giờ cũng muốn đâu nữa? Đây. Hết. Rồi, bây giờ làm cái kiểu đó, bây giờ làm số. Rồi, nằm xuống đi. Rồi, bóng kẹp luôn. Kẹp bóng này bên. Rồi, bây giờ đau đâu? Đau bên nào? Bên đây. Mọi người ha, là đau bên đây. Chắc là 21 mình sẽ làm sợi dây mình cột. Đi qua đây về dịnh cái chân này lại. Thấy không? Mình chận vậy á, để cho máu nó không có lưu thông được nữa. Thấy chưa? Rồi. Đây rồi. Ở đây đúng không? Dạ. Rồi. À. Thì nó đau đó thì nó ảnh hưởng đến đây. Đúng rồi. Đây, đúng luôn. Đúng. Ha. À, tại vì á là nó đây nè, đau nữa. Đấy, rồi thả ra đi. Cái máu nó chạy lại bình thường đi. Rồi, ngồi dậy. Cảm tưởng thế nào? Đợi luôn. Rồi thôi, xin cảm ơn. Đợi luôn. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.